Huy ngồi im ở góc giường lặng lẽ đốt thuốc, trong khi Mai nằm ngay bên cạnh, nét mặt còn ửng hồng vì hạnh phúc. Gìn giữ mãi 2 năm, khéo léo tránh né những khát khao đòi hỏi nơi Huy. Mãi đến lúc này đây, khi hai bên gia đình đã làm lễ hỏi và Huy cứ ỉ ôi nài nỉ rằng đã đến hôn thì chắc chắn là của nhau rồi, còn e dè gì nữa mà không sống hết mình cho tình yêu đôi lứa, Mai mới yên tâm trao cái quý nhất đời con gái cho anh. Sau cuộc mây mưa, cô hoàn toàn hài lòng, thậm chí rất hạnh phúc với những gì Huy mang lại. Sự gìn giữ bấy lâu giờ cũng xứng đáng cho anh rồi. Mai khẽ trở mình, quay sang định ôm chân Huy, nhưng anh đã phủ phàng hất tay cô, chậm rãi gằn từng tiếng. Tại sao em lại lừa dối anh? Mai chân hững nhìn Huy. Anh nói gì vậy? Ai lừa dối anh? Tôi đang nói cô đó. Cô đã ngủ với thằng nào mà lại còn giả vờ trong trắng với tôi? Câu nói của Huy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Mai. Cô tung chăn ngồi bật dậy, giang tay tát Huy, nhưng anh đã nhanh hơn chụp cổ tay cô và xô mạnh khiến Mai ngã dúi xuống giường. Xấu hổ vì vừa mới trao thân đã bị sỉ nhục, Mai muốn hét to, muốn cấu xé Huy cho hả dạ. Nhưng nhìn thái độ lạnh lùng của anh, cô biết mình có làm gì cũng vô nghĩa, nên cường dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra khỏi phòng. Không cần biết vì sao anh ăn nói hồ đồ như thế, nhưng tôi không tha thứ cho anh đâu. Huy cười khẩy, để mặc cô vợ sắp cưới bỏ đi trong uất hận. Thật ra ai mới là người không tha thứ cho ai? Nhìn tấm ra nhàu nát vẫn tinh khôi không vết tích, Huy cay cú vì bị lừa tình và quyết định sẽ tạm hoãn đám cưới vô thời hạn. Nhưng Mai đã không để anh kịp làm điều đó. Ngay trong ngày hôm sau, cô tuyên bố hủy hôn. Mối tình 3 năm của Huy đã kết thúc như thế. Ngày hủy hôn, Mai bình thản đến mức Huy nghĩ là cô đã đoán trước điều này từ khi còn yêu nhau. Không như những cô gái khác khóc lóc, níu kéo hoặc nguyền rủa làm ầm ĩ, Mai im lặng không nói lời nào, cũng không tỏ thái độ gì. Cách xử sự đó khiến Huy càng tức giận, tự trách mình u mê quá lâu. Cuộc chia tay này dường như làm cho Huy mất hết tự tin. Anh quyết chẳng dành thời gian cho chuyện yêu thêm lần nữa, chỉ tập trung đầu tư cho sự nghiệp và thành công dễ dàng trong 3 năm. Như người ta thường nói, đen bạc đỏ tình thì Huy ngược lại, đỏ bạc đen tình. 3 năm dài anh chẳng có ai. Rồi Huy cũng cưới được vợ, không phải do anh tìm hiểu yêu đương mà do mẹ mai mối. Vợ anh tên Tú Mỹ, người đẹp còn hơn tên, dáng đúng chuẩn người mẫu. Ai cũng khen Huy tốt số, trai băm rồi còn lấy được người vợ trẻ xinh như mộng. Huy cũng thấy thích, thậm chí có chút tự hào. Mẹ anh thật có mắt nhìn người. Thời gian quen Tú Mỹ không kéo dài như với Mai. Đi chơi với nhau được vài lần, bên nhà gái giục cưới, Huy cũng muốn tìm lại tổ ấm đúng nghĩa nên chấp thuận. Đám cưới anh tổ chức hoành tráng ở một nhà hàng lớn. Lúc cùng cô dâu đứng đón khách, Huy tình cờ nhìn thấy Mai. Cô dắt một bé trai khoảng 3-4 tuổi đi ăn cưới. Không phải tiệc cưới của anh mà của ai đó, chắc người quen ở sảnh kế bên. Mai cũng nhìn thấy anh nhưng phớt lờ như chưa từng quen biết. Mai đã nhanh chóng lấy chồng và sinh con, chứng tỏ mối tình với anh chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí còn không để lại chút ấn tượng nào để nhớ về nhau. Bất giác Huy nhớ lại lần chăn gối với Mai và khẽ thở dài. Đàn bà đúng là chẳng đáng tin. Cũng may ông trời đã bù đắp cho anh một người vợ xứng đáng. Huy thầm cảm ơn Mai vì đã hủy hôn, nếu không anh đâu có cơ hội gặp Tú Mỹ. Đêm tân hôn, Huy háo hức nhìn cô vợ mới cưới trong chiếc áo ngủ màu hồng nhạt do chính tay anh mua tặng. Dưới ánh đèn mờ, trông Tú Mỹ xinh đẹp và quyến rũ biết bao. Trẻ đẹp như cô mà ưng lấy người chồng như anh thì quả là anh có phước rồi. Huy thầm hãnh diện về điều đó biết bao. Tú Mỹ còn đang chải tóc thì Huy đã ôm choàng lấy vợ, bế cô lên chiếc giường tân hôn. Một người bạn đã mừng cưới Huy bằng món quà tặng đắt giá này, thuê hẳn cho anh căn phòng hạng sang trong một khách sạn thuộc hạng đệ nhất của trung tâm thành phố.
vợ chồng Huy được quyền ở 2 ngày 1 đêm để tận hưởng vị ngọt đêm đồng phòng qua chút. Lâu lắm rồi Huy không ân ái với bất kỳ ai. Cảm giác lần này với người vợ trẻ thật bồn chồn rạo rực. Tú Mỹ quả là một cô dâu đoan chính. Chỉ có 2 vợ chồng ở trong phòng mà cô cũng e dè, bẽn lẽn, khiến Huy càng thêm cái cảm giác ham muốn được khám phá lối vào của giường hồng. Huy phủ lên mặt vợ những nụ hôn cháy bỏng. Bàn tay anh lần cởi bỏ chiếc áo ngủ mong manh. Qua phút thẹn thùng, Tú Mỹ đã bắt kịp nhịp điệu với chồng. Huy hạnh phúc ngất ngây bên thiên đường ái ân. Nửa đêm thức giấc, Huy không thấy vợ nằm bên cạnh trong khi toilet lại sáng đèn. Nghĩ cô đi vệ sinh, Huy nhắm mắt định dỗ lại giấc ngủ. Bất chợt, anh nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Tú Mỹ vọng ra. Huy bật dậy, lao vào toilet, hoảng hồn khi thấy vợ khuỵu xuống sàn gạch, mặt xanh tái, trán toát đầy mồ hôi. Em sao vậy, Tú Mỹ? Em bị đau ở đâu? Huy nhào đến xốc nách vợ. Tú Mỹ đứng không vững, tựa hẳn vào vai anh, hơi thở đứt quãng, cô thều thào. Mau gọi xe đưa em đến bệnh viện đi, em đau quá. Nghĩ vợ đau ruột thừa, Huy quýnh quáng gọi điện thoại xuống phòng lễ tân. Nhân viên phục vụ có mặt ngay chỉ sau vài phút. Họ phụ anh đỡ Tú Mỹ ra ngoài, đưa vào thang máy xuống dưới sảnh. Xe cấp cứu hụ còi lao nhanh trong màn đêm. Huy choáng váng nhận thông báo ứng viện phí từ phòng cấp cứu. Vợ anh phải mổ gấp vì thai ngoài tử cung. Thế này là thế nào? Vợ chồng anh chỉ mới cưới nhau và đêm qua là lần đầu giao ban. Sao có thể? Bao nhiêu dấu hỏi hiện ra trong đầu Huy, nhưng trước mắt anh vẫn hoàn thành mọi thủ tục cho ca phẫu thuật theo yêu cầu bệnh viện. Khi Tú Mỹ được mổ xong, đưa ra phòng hồi sức, bác sĩ gọi Huy vào phòng. Nét mặt bà có vẻ hơi căng thẳng. Vợ anh từng mang thai ngoài tử cung một lần rồi, đúng không? Lẽ ra chị nhà phải được theo dõi và thăm khám cẩn thận trong lần có thai này chứ. Huy điếng hồn, sắc mặt anh lúc đó chắc khó coi lắm, nên bác sĩ vội vàng trấn an. Vợ anh không sao là tốt rồi. May mà đến bệnh viện kịp thời, nên đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tôi nghĩ cũng nên báo cho anh một tin không được hay. Đó là việc 2 lần mang thai ngoài tử cung làm cho ống dẫn trứng bị tổn thương nặng nề, nên khả năng sinh sản sau này của chị là rất khó. Huy chợt nghe tai mình ù đi. Anh cũng không nhớ mình đã ra khỏi phòng bác sĩ như thế nào và làm cách nào để về được đến khách sạn, nơi ghi dấu đêm tân hôn kinh hoàng của đời mình. Huy gọi một chai Ellen Hadishira lên phòng. Vừa uống vừa nghĩ ngợi về cuộc hôn nhân hoàn hảo của mình, về người vợ đoan chính mà ai cũng ngưỡng mộ. Huy đưa tay đấm mạnh xuống mặt bàn, rồi cầm cả chai rượu mà tu ừng ực cho đến khi gục hẳn. Trên bàn, chiếc điện thoại chốc chốc lại đổ chuông liên tục. Đứng nép vào gốc cây me, nhìn Mai dắt tay bé Hoàng vào nhà trẻ, Huy không khỏi chạnh lòng. Anh rất muốn gọi Mai, muốn chạy đến ôm con vào lòng, nhưng không dám. Anh có tư cách gì mà nhìn con? Trên giấy khai sinh của thằng bé, tên cha hoàn toàn bỏ trống. Bé Hoàng mang họ mẹ. Điều đó có nghĩa là Mai đã loại bỏ anh ra khỏi cuộc đời của 2 mẹ con cô. Huy chỉ biết được sự thật sau khi ly hôn với Tú Mỹ. Thật cay đắng cho Huy, người yêu đầu tiên của anh, người mà anh cho rằng đã gạt mình, đã không còn trong trắng, lại chịu oan ức vì suy nghĩ ấu trĩ lạc hậu của anh. Thật ra, Huy là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của Mai. Cô chưa bao giờ yêu hoặc lầm lỡ với ai. Chỉ vì Huy không nhìn thấy những giọt máu trên nguyên của cô trong lần đầu quan hệ, nên anh đã kết luận cô hư hỏng lừa gạt mình, rồi thản nhiên chấp nhận hủy hôn sau khi sỉ nhục cô không tiếc lời. Đã vậy, khi thấy Mai đi dự tiệc cưới cùng một đứa bé, Huy còn nghĩ cô không thật yêu anh, nên đã nhanh chóng lấy chồng rồi sinh con ngay sau khi vừa hủy hôn. Còn Tú Mỹ, người phụ nữ mà Huy hãnh diện khi cưới bởi anh tin cô mới đúng là gái trinh, thì lại từng ăn nằm với cả những người tình ngắn ngủi của mình, để rồi cái thai ngoài tử cung vô chủ ấy bị vỡ ngay đêm tân hôn, khiến cho Huy muối mặt bẻ bàng. Còn mẹ anh, khi hay tin, đã lên cơn đau tim rồi ra đi đột ngột. Giờ đây Huy biết mình đã sai.
biết mình có một đứa con với Mai sau đêm yêu đương ấy, thì Mai đã một mình vượt cạn nuôi con. Mặt mũi nào nhìn nhận giọt máu của chính mình, nhìn người yêu một thuở đã bị mình chối bỏ. Huy đứng lặng một lúc rồi âm thầm lê bước trở về nhà. Bầu trời sáng hôm nay trong xanh, nhưng trong lòng anh thì chỉ có một màu xám xịt.